chào nhật phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình chuyện cuối tuần ngày hôm nay đây là kỳ thứ hai và đây là chương trình mới dành cho ngày cuối tuần thì giống như phong đã nói trước đây là à, bắt đầu từ hai tuần trước phong đã có những chương trình mới hàng tuần trong đó ngày thứ ba thì là chiến thất thứ ba chủ yếu nói về tất cả những cái chính sách của chính phủ Hoa Kỳ cũng như là những đấu tranh chính trị của lưỡng đảng ở tại Quốc hội Hoa Kỳ cũng như những diễn biến xảy ra à, trên cái nền chính trị của nước Mỹ. Ngày thứ năm thì phong có chương trình xã hội chủ yếu là nói về những gì thực tế đang xảy ra trên xã hội Mỹ và những thách thức mà cộng đồng người Việt à, ở đây cũng như là người Mỹ ở đây phải đối diện và chương trình chuyện cuối tuần thứ bảy thì lại có dịp đối chiếu so sánh với lại những cái cuộc sống ở Mỹ bình thường và mang tính chất gọi là rất là thương nhật với lại cuộc sống ở Việt Nam và cái suy nghĩ nó khác nhau như thế nào để khán giả của hai phía có thể hiểu rõ hơn, nhất là những khán giả ở bên ngoài nước Mỹ và đặc biệt là ở Việt Nam hiểu rõ hơn về cuộc sống của nước Mỹ và đối chiếu với cuộc sống tại Việt Nam. Quý vị, đó là cái nội dung chương trình của chuyện cuối tuần của Phong. Và trong cái episode thứ hai, tức là cái tập thứ hai của chuyện cuối tuần ngày hôm nay, thì Phong lại có dịp là nói chuyện với lại khán giả, đặc biệt là kể cả Mỹ lẫn Việt Nam, về những cái thời gian rảnh của quý ông, tức là các ông ở bên đây, ở bên Việt Nam và bên Mỹ khác nhau như thế nào quý vị ở bên việt nam thì các ông mà rảnh rỗi là tụ tập lại ăn nhậu rồi à, ngồi nói chuyện bù khú có khi là chuyện thương mại có khi cũng là chuyện chính trị và có khi đó là chuyện gái gú những cái chuyện mà trời ơi đất khởi tập tụ, tụ tập lại ăn nhậu nhiều hơn là cái thời gian rảnh của các ông ở bên à, Việt Nam hoặc là buổi sáng thì mấy ông thường hay ngồi quán cà phê ngồi xem tin tức rồi là thảo luận mấy cái vấn đề liên quan tới thời sự đại khái là cái tình hình ở trong Việt Nam thông thường những người mà thanh niên hoặc là đàn ông ở Việt Nam à, thông thường là như vậy còn nếu không thì lướt trên những cái à, mạng xã hội vào trong đó để mà ý kiến ý cò trong những cái đề tài mà họ quan tâm kể cả vấn đề của giải trí kể cả vấn đề của à thể thao, cá độ vân vân, tức là ở bên Việt Nam có nhiều cái uh, giờ rảnh mà các ông làm hay là cái giờ hàng ngày các ông hay làm là thường thường là những điều này. Thì quý vị nó khác với lại những người uh, ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ thứ nhất là do cái cuộc sống và thứ hai là do cái xã hội Mỹ nó rất là mở và có đầy đủ phương tiện Chính vì vậy mà người Việt mình qua đây đó thì các ông ở bên đây đó thì thường thường lại có tiêu khiển của ổng. Mấy ông lại có tính chất lành mạnh hơn ở bên Việt Nam. Tôi nói là lành mạnh hơn là bởi vì họ dùng những cái thời gian rảnh làm những chuyện có ích hơn cho bản thân của họ, cho gia đình hay là cho cái cộng đồng xung quanh. Nó không giống như ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì cái thời gian mà rảnh của mấy ông sau khi mà gọi là trả nợ cơ máu, tức là cái thời gian mà à, bên cạnh cái việc mà đi kiếm tiền ra đó thì cái thời gian rảnh của các ông thường thường là tập trung vào những việc mà tôi vừa nói tức là ăn nhậu à, uống cà phê rồi đánh pizza đại khái là những cái thú vui ở bên việt nam nó là như vậy và gần như là mấy ông chỉ tụ tập nhiều hơn nói chuyện ăn nhậu nhiều hơn vào buổi chiều tối còn sáng thì đi uống cà phê nhưng bên mỹ thì khác quý vị bên mỹ thì do cái giống như tôi nói là do cái cuộc sống ở bên mỹ nó hoàn toàn khác với việt nam và nó trở thành một cái thói quen ví dụ như sáng sớm chúng tôi không có thói quen đi ra quán cà phê uống pha cà phê ở nhà mang tới sơ làm đó là cái thói quen hàng ngày của những người mà còn trong cái tuổi đi làm còn mà mấy người về hưu đó quý vị thì họ có thể nhàn nhã chút xíu một hai tiếng đồng hồ ngoài quán cà phê gặp gỡ bạn bè ở ngoài quán cà phê một hai tiếng thôi rồi trưa về đón cháu đi học đại khái vậy rồi tối về họ mới bắt đầu lướt trên miệng cái mạng xã hội đó là những cái người tuổi về hưu tức là từ 65 67 trở lên hoặc 70 trở lên đó thì cái thói quen của họ là như vậy cũng ít ăn nhậu lắm tại vì hôm qua bên Mỹ này họ được ý thức rất nhiều về vấn đề sức khỏe cho nên cái vấn đề mà ăn nhậu là họ giới hạn rất là nhiều họ giới hạn rất là nhiều <laughs> gần như là họ lo cho sức khỏe của họ nhiều hơn đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là những người mà gọi là về hưu bên Mỹ, còn ở cái tuổi đi làm đó quý vị, tức là cái tuổi mà bắt đầu từ tôi tính là từ 18 đi cho tới 65 đi. Thì quý vị, thường thường chúng tôi lại không có uống cà phê mỗi buổi sáng ở trong quán cà phê. Mà chúng tôi lại pha cà phê ở nhà hoặc là dậy sớm ở nhà pha ly cà phê coi tin tức rồi uống ly cà phê trước khi đi làm. Đại khái là cái thói quen hàng ngày ở bên Mỹ là như vậy. Rồi chiều đi làm về. <laughs> tức là cái thời gian đi làm về đó là không có bu vào các quán nhậu thường thường đó quý vị là thanh niên kể cả thanh niên độc thân luôn bây giờ đó quý vị họ không có bu vào những cái quán nhậu hoặc là những người có gia đình cũng vậy mà về tới nhà đó là là nếu mà là thanh niên thì à, có thể về nhà lướt trên mạng để tìm hiểu và học hỏi thêm họ lướt trên mạng chủ yếu là họ coi những cái clip về à, à, giáo dục nhiều hơn giáo dục tức là những cái gì mà họ sở thích của họ từ máy móc cho tới uh, các cái uh, vấn đề gọi là handyman tức là uh, gỗ hoặc là làm nhà hoặc là trồng cây hoặc là họ xem những cái tin đó rồi họ làm và những người có gia đình cũng vậy nhất là những người có gia đình mà có nhà cửa đó quý vị thì mấy ông thường thường là hay uh, thích trồng cây lắm <laughs> không nhớ thích trồng cây và trồng cây ăn trái rồi chiết những cái cây chiết họ họ chiết cành với nhau đó thì những ông thích lắm và tôi có rất nhiều những người bạn gọi là lớn tuổi trung niên đều có cái sở thích này. Tức gặp nhau là mấy ông nói về cây bonsai hay là gặp nhau sẽ nói về cái cách trồng cây dùng phân bón nào ra sao thôi. Tức là ở bên Mỹ này, đàn ông bên Mỹ này thông thường cái giờ rảnh của họ họ lại có cái xu hướng tìm hiểu nhiều hơn có những người thì thích về trồng trọt có những người thích về construction tức là về ngành xây dựng đó thì họ ngồi xuống họ nghiên cứu những cái máy mới những cái máy cưa máy cắt hay máy xẻ hay là những cái thước mà điện tử bây giờ hoặc là họ tìm hiểu những cái mẫu gỗ đó thì cái ngành mà họ thích về ngành construction hay là họ tạo ra những cái sản phẩm tự mình làm dùng những cái vật liệu mà nó có sẵn ở bán bên mỹ đó để họ tạo ra những cái sản phẩm mà những sản phẩm đó khởi đầu chỉ là thú vui của mình thôi chứ không phải là một cái nghề nghiệp nhưng mà dần dần rồi cái họ biến nó thành một cái business này tức là một cái thương mại nếu như mà họ đi sâu vào nghề nhất là cái nghề bonsai ví dụ như là những người mà thích chơi bonsai ban đầu chơi vì sở thích rồi cái từ từ cái họ biến cái sở thích đó thành một cái nghề tay trái tức là buôn bán hay là thiết giúp cho những người quen bạn bè những cái chậu bonsai đẹp đại khái như vậy thì quý vị khởi đầu là thú vui rồi từ cái thú vui đó họ bắt đầu biến nó thành một cái nghề tay trái để mà tiêu khiển kiếm tiền thì không quan trọng quan trọng là tiêu khiển và cái sở thích thì quý vị hay là những người làm về những cái nghề về cnc đó hay là cái nghề về máy móc mà cơ khí đó thì họ tìm hiểu những cái nguyên liệu những cái máy móc mà có thể giúp cho họ tái lại, tái là sử dụng lại một số những cái nguyên liệu để họ có thể tạo ra những cái nguyên liệu và không tốn tiền nhiều trong cái sở thích của mình. Rồi có những người giống như tôi thì thích về máy móc, thích về software, thích về nhu liệu. thì cái giờ rảnh của tôi thì tôi vẫn tìm hiểu về những máy móc của cái ngành điện ảnh và cái ngành truyền hình cũng như là tìm hiểu về những cái lĩnh vực mới như là 3D truy đi thì tôi làm lâu rồi nhưng mà mới sau này thì có thêm cái ai tức là cái uh, trí tuệ nhân tạo thì quý vị thông thường thông thường bên mỹ thì các ông vẫn có cái xu hướng này tức là cái uh, giờ rảnh của họ họ không có tốn phí vào ăn nhậu trừ khi là nhiều khi có bạn bè ở xa tới hay là những cái nhà dịp lễ cuối tuần thì uh, tụ nhau lại uh, họp mặt nói chuyện cho nó vui chút xíu uh, trong một cái bữa tiệc hay là trong một cái bữa ăn nhậu và thường thường là cuối tuần. Cuối tuần nhiều, có nhiều ông thì lại bỏ cái thú cái ở những thứ ban xa thì họ có thú đi câu cá rồi mà mang cá về bắt đầu là tổ chức ăn nhậu với những cái sản phẩm mà mình săn được hay là đi săn thì quý vị. Ở bên Mỹ này gần như là cái đời sống nó khác với bên Việt Nam. Tức là những cái giờ rảnh ngoài cái giờ đi làm việc của mình ra hay là ngoài cái giờ mà mình tốn thời gian trong cái vấn đề thương mại ra đó thì cái giờ rảnh rỗi còn lại đa số người Việt ở Mỹ là đều có những cái thú vui này nó tương đối nó lành mạnh nó không có mang tính chất gọi là ăn chơi nhiều thì tại vì thứ nhất là do vấn đề nhu cầu sức khỏe và tiền y tế đây rất là mắc thứ hai là à, họ à, cái à, vấn đề giao du bạn bè nó mất thời gian và nó không có ít nhiều khi lại mất bạn nữa nhiều khi ngồi xuống quán rồi bất đồng chờ ý kiến hay cái gì cãi nhau một hơi là mất bạn nữa cho nên là mà ở Mỹ này thì cái khối người Việt mình cũng không nhiều lắm khoảng trên hai triệu mấy người thôi thì có thêm bạn còn hơn là mất bạn do đó thường thường là những người bên Mỹ nó họ có cái xu hướng này người Việt bên Mỹ đó là nghiên cứu hay là học hỏi thêm ở trên các cái trang mạng xã hội hay các cái trang internet chuyên về những nghề chuyên môn thì cái sự khác biệt giữa người Việt ở bên đây lâu năm và những người Việt ở Việt Nam ở Việt Nam thì đó tôi vừa tình bày cho quý vị là bởi vì cái đời sống nó bế tắc cái à, cơ chế cai trị ở bên đó nó không có nhiều cơ hội cho thanh niên cho những người mà là mà có cái à, à, có cái mộng cầu tiến. thì quý vị do đó họ dễ lâm vào tình trạng gọi là kệ đó ngày mai ngày mai ra sao cũng được hết bữa nay có chuyện vui ăn nhậu với bạn bè thì cứ ăn nhậu trước đi đại khái cái đời sống cái cơ chế bên đó thì nó gần như là nó siết chặt hết rồi nhiều thanh niên nhiều người không có cơ hội do đó họ dễ lâm vào những cái tình trạng gọi là xa, vui chơi mà cái vui chơi của họ thì mang tính chất không có lợi ích gì cả chỉ thỏa mãn và cho mình quên đi cái thực tại thôi ở bên việt nam còn ngược lại bên mỹ thì nó khác quý vị ở bên mỹ đó thì nó cái đời sống làm cho người ta có những cái vì cái cơ hội nó nhiều và người ta tham học người ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn và thứ thứ nhất thứ hai nữa là ở Mỹ này đó quý vị họ có đầy đủ phương tiện cung cấp cho mình vấn đề mình có tiền để mua hay không thôi ví dụ quý vị muốn đóng nhóm nhà đóng cửa à, xây dựng thì có Home Depot có lô quý vị muốn trồng cây thì quý vị cũng có Home Depot có lô hoặc là những cái tia, những cái vườn trái cây hay là những cái vườn trồng cây họ cung cấp dịch vụ cho quý vị hay là có những cái uh, À, cao hơn nữa thì ví dụ như là cái nghề giống như chúng tôi đi, là cái nghề mà về truyền thông với lại điện ảnh đi thì nó lại có nhiều cái phương tiện cung cấp cho chúng tôi những cái công cụ, những cái phương tiện để mà mình làm cái nghề của mình thăng tiến hơn và đi theo cái sở thích của mình nhiều hơn. Thì quý vị, do đó cái việc mà tiêu tiêu khiển trong những cái giờ rảnh rỗi thì người Việt ở bên Mỹ đó thì cái xu hướng của họ lành mạnh hơn bên Việt Nam. Lành mạnh hơn họ thứ nhất là giống như tôi nói đầu tiên là khởi đi từ đam mê đam mê làm một cái gì đó rồi từ cái đam mê đó tạo được sản phẩm rồi cái bạn bè họ thấy họ thích cái đặt hàng rồi cái tự nhiên nó trở thành một cái nghề tay trái mà đôi khi cái nghề tay trái đó lại trở thành một cái nguồn lợi chính cho gia đình về tài chính nếu mà họ đi tới cái điểm nào đó mà họ à, thuyết phục được nhiều người bởi những cái sản phẩm của họ tôi đã từng thấy ví dụ như có những anh thợ cnc đi làm ở hãng là cnc về tới nhà đó họ cũng sắm một cái máy CNC nhỏ để họ thiết kế và họ làm những cái sản phẩm nhỏ nhỏ à, tiện dụng cho người khác à, có thể nó là những cái để mà trưng bày trong nhà nhà thôi tức là decoration thôi hoặc là có những cái dụng cụ mà họ tự tạo ra họ tự làm ra để mà tiện cho công việc của họ đó thì tự nhiên cái nó thành thành một cái nghề tiêu khiển luôn hay là cá nhân tôi đi ví dụ như tôi ngày giờ rảnh tôi thì tôi vẫn tìm hiểu về máy móc làm những cái ạc uh, về 3d hay là về uh, photoshop để mà uh, uh, tiêu khiển nhưng mà rồi thì cũng có những người bạn những người quen hoặc là những khách hàng cũ của mình đó, ngày xưa họ vẫn thích cái cách làm việc của mình họ vẫn mướn mình làm uh, quay quảng cáo thiết kế những cái uh, artwork về quảng cáo vân vân thì tùy theo mỗi một cái nghề và tôi thì tôi bây giờ tôi bận thì tôi lại thích làm báo thì tôi lại tự mình làm cái sản phẩm mà tạp chí quốc phòng để mà cung cấp thêm cái nguồn thông tin cho cái khán giả của mình đại khái như vậy thì bên bên mỹ quý vị hầu hết hầu hết là chúng tôi đều tập trung vào điều này những cái người mà lớn tuổi hoặc là cái tuổi thanh niên từ ba mươi mấy đó quý vị đi làm rồi đó là thường thường là tập trung vào những cái lĩnh vực mà nó mang lại cái lợi ích cho mình nhiều hơn có lẽ là do một phần là do cái nền nền giáo dục phần khác là do cái phương tiện nó đầy đủ và thứ ba nữa cái cơ hội nó mở ra lớn do đó thì đa số những người Việt ở bên Việt Nam qua bên đây một khoảng thời gian rồi đó thì họ thấy cái cơ hội lớn quá và họ muốn nuốt giai đoạn cho nên là cứ cái giờ tiêu khiển giờ rảnh là lao đầu vào cái đam mê của mình để hy vọng một ngày nào đó mình không cần làm cái công việc cũ nữa mình làm cái công việc mà theo cái đam mê của mình để mà theo được cái nghề mình thích mà kiếm được tiền đại khái như vậy thì quý vị rất nhiều rồi tôi đã từng thấy quý vị thấy là những bác sĩ họ học ra trường họ học cầu 6 năm tới 10 năm thì khi mà họ ra trường họ đi làm bác sĩ ở trong bệnh viện rồi về nhà vẫn sắm dàn karaoke để hát hò với lại bạn bè vợ con mà tổ chức ở nhà thôi chứ không có phải là đi ra ngoài hát. Thì họ có cái sở thích đam mê về ca hát, nhưng mà vì cái nhu cầu cuộc sống và họ theo đuổi những cái nghề à, chuyên môn đó, thì họ tốn hết 10 năm, họ phải à, gọi là <laughs> dù kinh mài xử 10 năm để có được cái bằng. Do đó khi mà bắt đầu công việc ổn định, tất cả mọi thứ ổn định, thì cái giờ rảnh rỗi của họ là thích hát với bạn bè. Nhưng mà bên cạnh đó thì họ vẫn tiêu khiển những cái nghiên cứu Tức là khi mà quý vị hỏi tới chuyên môn của họ thì họ sẽ trình bày cho quý vị những cái nghiên cứu mới nhất của họ, những cái research của họ hay là họ thích những cái bài báo hay về y khoa. Thì quý vị nói chung là cái cái đời sống bên đây và cái văn hóa của ở bên Mỹ này nó làm cho người Việt cuốn theo cái dòng văn hóa đó. Và tự nhiên nó thành một cái thói quen kéo dài mấy chục năm. Rồi quý vị lớn tuổi cũng vậy nữa. Những quý vị lớn tuổi đừng có nghĩ là họ về hưu họ về hưu là về mặt công việc à, họ kết thúc cái công việc của họ ở xã làm và họ về hưu nhưng mà cái thời gian 24 tiếng họ làm gì ngoại trừ đón cháu ra thì quý vị buổi sáng uống cà phê với lại mấy ông bạn già thì quý vị họ vẫn kiếm giờ tiêu khiển ví dụ như tôi có ông cậu năm nay bảy mươi mấy tuổi rồi mới về hưu được có hai ba năm thôi tức là ông làm tới 70 tuổi mới chịu về hưu rồi bây giờ về hưu không biết làm gì hết thì bây giờ sắm cái camera đi vòng vòng quay mấy cái event trong cộng đồng tức là quay về mấy cái event trong cộng đồng cho vui về tự bỏ lên trên uh, facebook hay là trên youtube thì đó là cái tiêu khiển còn có những ông khác thì những người khác thì uh, lại thích uh, trồng cây hay là chiếc cành ở trong uh, cái bát da nhà mình hay là có những người thì uh, chịu khó hơn nghiên cứu về những cái uh, uh, những cái sản phẩm mà nó họ thấy rằng là có thể có ích lợi trong cuộc sống thì quý vị đây là những cái cách mà người đa số những người việt bên mỹ và những người mà tôi nói là phái nam thôi tôi cũng nói phái nữ phái nam thôi đó quý vị phái nữ thì đương nhiên họ có sở thích của họ ví dụ rảnh rỗi thì mấy bà mấy cô rủ nhau đi shopping rủ nhau đi làm đẹp thì cái đó là cái thói quen của mấy bà hay là nấu nướng thì mấy bà thường thường là cái thói quen của họ rất là đơn giản như vậy thôi và cũng không có cái gì gọi là à, ăn chơi trác táng cái kiểu giống như là tới đâu thì tới không có chuyện đó và nhất là cái vấn đề ăn nhậu ở bên mỹ thực sự quý vị bên mỹ á, thực phẩm rất là an toàn tất cả những thực phẩm bên mỹ này đều được thông qua bởi bộ nông nghiệp hoa kỳ gọi tắt là usda hay là fda thực phẩm rất là an toàn và rượu thì quý vị thấy là rượu thế không rượu bia đầy, đầy hết á. nhưng mà chúng tôi lại ít dùng chỉ trừ những trường hợp cuối tuần họp mặt cuối tuần một vài tiếng đồng hồ anh em gặp nhau thì ok hoặc là gia đình có một cái tiệc nào đó có một cái là cái một cái gì đó trong gia đình đó thì tổ chức để mà tụ bạn bè à, thân nhân lại gọi là gặp mặt nhau thôi ăn uống không quan trọng nhậu nhẹt không quan trọng mà quan trọng nhất là gặp nhau nói chuyện thôi thì quý vị do đó cái sinh hoạt bên mỹ về cái góc cạnh của một gia đình nó tương đối là nó lành mạnh hơn so với ở việt nam ở việt nam thì quý vị thấy thanh niên thì nhiều dưới 35 tuổi là trên 65% dân số. Thì quý vị cái quý vị thấy đó, trước đại dịch và bây giờ đại dịch bắt đầu hết rồi đó, phục hồi đó thì quý vị thấy là quán nhậu nhiều. Quán nhậu nhiều, quán karaoke nhiều, rồi buổi sáng thì quán cà phê là đông nghẹt luôn. Tức là mấy ông dậy sớm đi uống cà phê là ngồi cho tới trưa, rồi đi ăn trưa, xong rồi cái uh, chiều đi nhậu, tối đi hát karaoke thì quý vị do cái cuộc sống ở bên đó cái cơ chế cai trị nó làm cho người ta bế tắc. Muốn kiếm tiền thêm, muốn hoạt động thêm cũng chưa chắc có cơ hội. Do đó cái thời gian tiêu khiển của họ chỉ là những cái này. Rồi đi qua 5 năm, 10 năm thì sau 10 năm, 15 năm rồi đó, họ quen cái lối sống đó rồi đó. Thì khi mà bắt đầu có cơ hội tới thì họ tiếc. Họ nói tại sao trong lúc 5 năm, 10 năm này mình không có à, trao dồi thêm những cái kiến thức bằng những cái công việc mà mình thích để rồi bây giờ cơ hội tới thì mình không đủ khả năng ngược lại với bên mỹ bên mỹ thì, thì từ những cái mà tôi nói đó quý vị sở thích đam mê nó trở thành một cái nghề tay trái rồi lạng quạng nó thành nghề tay phải thì quý vị do đó tại sao mà ở bên mỹ người ta luôn có những cái suy nghĩ này là bởi vì cái xã hội mỹ nó mở rộng và nó đáp ứng đầy đủ các phương tiện cho người ta các cái phương tiện từ những cái vật dụng quý vị mua cho tới những cái dụng cụ quý vị mua nhất là bây giờ nữa quý vị tôi cần bất cứ cái gì tôi lên mạng tôi mua order một hai ngày nó tới miễn phí luôn là tha hồ ví dụ như trong nhà tôi mấy bữa nay ở california quý vị mấy năm nay bị hạn hát cho nên đó nước hiếm lắm rồi tự nhiên năm nay mưa quá nhiều thì mưa quá nhiều thì dân cali mừng lắm nhưng mà khổ một cái mưa nhiều thì những cái nơi nó trũng nước thì nó trở thành nơi sinh ra mũi mũi nhiều thì quý vị bây giờ ở khắp kali chỗ nào còn mà có bụi cây có vườn làm mũi nó mọc lên đó, mũi nó 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 đẻ ra thì quý vị thì ví dụ như với mấy bữa trước bà xã tôi bà nói anh Phong ơi nhà mũi hơi nhiều đó mình mua mấy cái đồ chống mũi đi thì bán mấy cái cái cái, cái, cái máy mà chống mũi bằng điện đó quý vị mình order xong một hai ngày sau họ mang về tức là trên online bây giờ nó cung cấp đầy đủ phương tiện cho quý vị nó cung cấp đầy đủ phương tiện về các vật dụng, về các máy móc, về các để cho chúng ta có thể dùng những cái đó để trao dồi thêm những cái sở thích của mình. Tôi không nói là nghề nghiệp. Có những người đi đúng nghề họ trao dồi thêm, còn có những người đi không đúng nghề, à, làm nghề này nhưng lại có sở thích nghề khác, thì lại cái thời gian rảnh thì họ muốn trao dồi thêm cái lĩnh vực đam mê của mình, thì nó có đầy đủ phương tiện hết, nó có đầy đủ phương tiện hết. Do đó, cái sinh hoạt ở bên Mỹ nói chung tôi không biết ở Âu Châu ở bên Úc như thế nào nhưng mà ở Mỹ này thì đa số là cái sinh hoạt nó đi về cái hướng lành mạnh như vậy còn tôi nhìn thấy ở trong Việt Nam đó quý vị gần như là tôi nhìn thấy nó không có được cái cái văn hóa này một cái văn hóa rất là đẹp tức là giúp cho quý vị vừa có tiêu khiển được cái đam mê của mình vừa có thể giúp được cho gia đình mà vừa an toàn nữa không có nhiều. Tôi đã từng có những cái à, ở bên Hilton, cứ bị biết tôi qua bên đó là có những người bạn con cái của họ cái giờ rảnh là lái tàu ra ngoài biển đi câu cá. Hay là sách súng vô rừng đi săn. Thì những cái tiêu khiển đó vẫn là cái tiêu khiển tốt lành mạnh chứ không có gì cả. Và đi săn, săn heo rừng. Thì quý vị, đó là những cái tiêu khiển ở bên Mỹ. Vừa học hỏi, vừa hiểu thêm về rừng, vừa hiểu thêm về những cái luật lệ hay là đi tàu ra biển thì mới biết được những cái luật lệ ngoài biển nó như thế nào. Ví dụ như đi ra ngoài đó những loại cá nào được đánh bắt cá, những loại cá nào bắt lên là phải thả liền. Chở vô bờ là bị phạt ngay đó. Thì quý vị, ít nhất nó cho chúng ta có thêm cái kiến thức. Cái kiến thức từ những cái sở thích đam mê của mình. Đây là một trong những cái mà sự khác biệt của người Việt hải ngoại và người Việt trong nước. Bởi vì hai cái xã hội nó vận hành khác nhau và chính vì cái sự vận hành khác nhau cho nên cái thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng khác nhau luôn và từ cái thói quen sinh hoạt hàng ngày khác nhau dẫn tới cái suy nghĩ nó khác nhau luôn do đó tại sao tôi nói là có cái sự khác biệt rất lớn giữa người việt đã đi định cư nước ngoài nhiều năm và người việt ở trong nước tại vì hai cái môi trường sinh sống sinh hoạt và kể cả cái suy nghĩ đều khác nhau hết do đó đôi lúc những khán giả từ việt nam có những câu hỏi mà tôi nói thiệt tôi không biết làm sao trả lời họ tôi không biết làm sao trả lời họ tại vì họ không hiểu được cái cuộc sống của mỹ họ không hiểu được cái uh, lối sống bên mỹ họ chỉ nghe một chiều từ cái báo chí truyền uh, tuyên truyền ở bên đó cứ đem những cái chuyện tiêu cực của nước mỹ lên để nói rồi cái họ cứ nghĩ trong đầu nước mỹ là như vậy đó ví dụ như là những cái vụ bắn súng xả súng đi Họ nghe một cái là báo chí Việt Nam đăng lên hết là họ thấy rùng mình nước Mỹ gì nguy hiểm quá. Nhưng quý vị, việc bắn súng ở California mà cái người đó ở Texas thì giống như là hai nước vậy đó. Giống như quý vị ở ở Việt Nam mà súng bắn ở bên Campuchia với lại ở bên Lào vậy đó. Tại vì nước Mỹ này nó lớn. Mỗi tiểu bang giống như một cái một cái quốc gia vậy đó quý vị. Do đó chuyện xảy ra ở California và chuyện xảy ra ở Texas nó xa nhau lắm. Nó xa nhau lắm đó. Từ ở California mà tôi bay qua Texas là một chuyến bay trung bình là 3 tiếng mấy. Tức là 1.500 dặm. 1.500 dặm rồi. Thì quý vị, nó cũng giống như từ Sài Gòn mà quý vị bay qua Lào, bay qua Campuchia. Nó còn gần hơn quý vị bay qua Lào và Campuchia nữa. Là bởi vì ở xứ Mỹ này nó rất là lớn. Cho nên những cái tin tức tuyên truyền ở báo chí ở trong nước, đó, nó làm cho quý vị nghĩ là nước Mỹ nhỏ lắm. No, nước Mỹ rất lớn và nước Mỹ có rất nhiều những cái uh, những cái văn hóa mà không bao giờ báo chí trong nước nó đề cập tới. Một là bởi vì nó không đủ sức để hiểu được. Và hai là nó có cái mục tiêu tuyên truyền của chế độ. Do đó nó không có đưa đầy đủ những cái thông tin những cái tin tức liên quan tới cái cuộc sống của Mỹ. Chỉ có những người sống ở Mỹ rồi họ mới cảm nhận được và nhất là quý vị sau cái thời gian đại dịch này cái văn hóa nước Mỹ nó càng thay đổi hơn nữa trước khi mà đại dịch bùng nổ thì quý vị thấy ở Bolsa không đó mấy chục cái quán nhậu nhưng mà kể từ khi sau khi đại dịch bùng nổ văn hóa nó thay đổi văn hóa nó thay đổi hết quán nhậu chết dần hết và trước đại dịch đó quý vị mà quý vị tới những cái sòng bài đó là đầy người Việt hết trơn nhưng mà sau đại dịch đó quý vị Bây giờ gần như nhiều người bỏ hẳn bài bạc luôn Tại vì một năm đại dịch đó Làm cho họ bỏ luôn cái thói quen bài bạc Sòng bài nằm kế nhà Cách nhà có 15 phút Mà bây giờ quý vị không muốn lái tới luôn Ngay cả bản thân tôi quý vị Cả 7-8 năm rồi Nhiều khi có tổ chức show ở dưới sòng bài đó, Lâu lâu vẫn à, Bà xã tôi muốn đi thì xuống đó coi cái show thôi Chứ không phải đánh bài nữa Thì quý vị nó thành cái trước nhưng mà có nhiều người việt cái thời gian rảnh không làm gì đi làm về có tiền nhiều mà không không có ở chỗ xài đi vô sòng bài chơi Riết rồi ghiền bài và mang nợ cùng mình nhưng mà rồi cái đại dịch bùng nổ thì nhiều người may mắn thoát được luôn cái cái nghiệp đánh bài <laughs> bỏ luôn và bây giờ thì tự nhiên họ lại bắt đầu qua những cái uh, uh, <laughs> sở <sợ> thích khác <laughs> thì quý vị đây là một trong những cái mà tôi nói với quý vị Là đa số người Việt ở đây Đa số người Việt ở đây gần như là cái văn hóa họ khác biệt với Việt Nam Chính vì vậy mà nhiều người ở Việt Nam đặt những câu hỏi mà họ không hiểu được Chỉ có những người sống ở tại Mỹ Sống tại Mỹ Họ họ mỗi ngày đó họ sẽ hiểu được đời sống tại Mỹ Tại vì cái cuộc sống của Mỹ nó giống như là một cái cuộc sống mênh mông Mỗi một tiểu bang nó khác nhau Ở những tiểu bang mà có đô thị lớn như California, New York Thì cái đời sống nó À, bận rộn nó xô bồ nhiều hơn nó náo nhiệt hơn nhưng mà về về những cái tiểu bang mà uh, Florida hay là Texas Louisiana Mississippi thì quý vị thấy cái đời sống họ an bình hơn họ không có xô bồ xô bộ. họ uh, nhàn nhã hơn so với cái đời sống ở Los Angeles ở San Jose ở San Francisco hay là ở New York là bởi vì ở đô thị thì cái cuộc sống nó sơ bộ nó bận rộn hơn và mọi thứ nó mắc mỏ hơn mọi người lao vào cuộc sống nhiều hơn và phải đi kiếm tiền tại vì những tiểu bang blue state những tiểu bang mà có những cái thành phố lớn này đó thì cái đời sống rất cao chi phí mọi thứ rất là cao thì quý vị do đó nếu mà quý vị đứng ở bên ngoài nước mỹ quý vị không hiểu hết chỉ có đứng trong nước mỹ quý vị nhìn ra quý vị mới hiểu được cái đời sống của nước mỹ thì quý vị, đây là cái bài nói chuyện mà tôi muốn nhấn mạnh cho những khán giả bên Việt Nam hiểu là không phải ở Mỹ cũng giống như Việt Nam. Khi qua đây quý vị sẽ phải thay đổi toàn bộ cái suy nghĩ của quý vị. Thay đổi toàn bộ cái suy nghĩ của quý vị và cái này chính là một trong những cái điểm mà à, nhiều người Việt Nam nó ủa sao mới đi Mỹ có mấy năm về thấy khác quá vậy. Đúng, là bởi vì họ phải đi theo cái luồng văn hóa của nước này và cái cách sống sinh hoạt của nước này và chính điều này nó dẫn tới con người hướng thiện nhiều hơn khi mà bắt đầu đưa mình và tiêu khỉ những cái thời gian rảnh của mình vào những chuyện lành mạnh thì lúc đó là lúc mà người ta hướng thiện nhiều hơn so với lại đắm mình trong mấy cái quán karaoke những quán nhậu thì nó làm cho mình bệ rạc hơn quý vị đó là sự khác biệt cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái chương trình chuyện cuối tuần ngày hôm nay để có dịp quý vị so sánh được cái suy nghĩ ở việt nam ở Mỹ nó khác nhau như thế nào? Và cái chương trình này là chuyện cuối tuần Tức là tôi sẽ đưa những câu chuyện liên quan Để quý vị tự động so sánh, đối chiếu Để biết được cái sự khác biệt giữa Những cái xã hội ở Việt Nam hay ở Mỹ Nó khác nhau như thế nào Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều Cho câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.